Rồi, dạ, xin chào anh em. Hôm nay tôi hướng dẫn anh em cách lắp cái mạch nguồn đèn LED dành cho xe Vario. Thì cái khi mà chúng ta dùng bộ này á, dành cho những xe bị mất cái nguồn điều khiển đèn từ ECM, có nghĩa là bị mất cái nguồn điều khiển dây trắng sục xanh này nha anh em. Đây, mất cái nguồn từ ECM ra đây. Thì bây giờ tôi sử dụng cái mạch này để thay thế cái nguồn điều khiển đèn LED. Thì cái mạch này nó sẽ sử dụng cái nguồn là nguồn dương sao khóa. Thì đây bên cái bó dây bên đây tôi sẽ có 3 dây, dây đen là nguồn dương sao khóa, anh sẽ nói với dây đen trên xe mình luôn. Rồi dây này dây xanh lá cây chính là dây mát, và dây này chính là dây điều khiển công tắc pha cót, có nghĩa là nó sẽ nói với công tắc pha cót đây. Còn của cái bó dây bên đây là 3 dây, thứ nhất là dây xanh thì đây là dây điều khiển đèn pha, còn dây trắng là dây điều khiển đèn cót, và dây này chính là dây mát. Thì bây giờ tôi sẽ đấu, tiến hành chỉ anh em đấu cái cách đấu mà trên cái đèn của mình. Thì trên cái giắc đèn của mình đó, nó có là ba dây này. Thứ nhất là dây xanh sọc cam, đây xanh sọc cam. Thứ hai là dây trắng sọc xanh, đây trắng sọc xanh lột. Và dây thứ ba dây trắng. Thì mấy anh sẽ cắt ba dây này ra, có nghĩa là cắt giống như vậy luôn, rồi dây trang gì luôn nè. Và chúng ta tiến hành đấu. Thứ nhất chúng ta đấu cái dây xanh này, cái bộ dây bên đây à, xanh lá cây này đối với dây xanh sọc cam. Nói lại. Rồi, dây vàng này chúng ta sẽ đấu với dây trắng sọc xanh. Và dây trắng này chúng ta sẽ đấu với dây trắng trên đây. Đấy, cái đó là bên đèn. Còn bên phần bên đây chúng ta nói dây trắng này đối với dây trắng mà chúng ta cắt đôi, lúc mà cắt đôi này ra nó còn một đầu dây trắng nữa, ta sẽ đấu dây trắng đó với đầu bên kia, có nghĩa là nó hướng về công tắc pha cót, thì ta đấu công tắc pha cót luôn. Còn dây xanh lá cây này chúng ta sẽ đấu với mắt sườn nha mấy anh. Thì mắt sườn chúng ta sẽ là âm mắt quy, áp mắt quy. Và dây đen này chúng ta đã đấu với dương sao khóa, thường là những cái dây nguồn đèn dummy rồi, mình sẽ đấu vô trong đó luôn. Đấy, thì bây giờ đèn chúng ta đã sáng rồi. Đây mình coi, mình thấy đèn sáng. Đấy, đèn sáng à. Rồi chúng ta sẽ điều khiển công tắc pha cót đây. Đấy, chế độ pha cót. Pha cót. Đó là ok, đó là cái quy trình hướng dẫn anh em cách lắp đặt cái mạch nguồn đèn LED dành cho Vario. Còn đối với xe Abarth 2020 thì cách lắp tương tự vậy, nhưng mà trên đây dây xanh sọc cam này đổi thành dây xanh sọc đỏ. Chúng ta sẽ cũng đấu y chang vậy thôi, nhưng mà cái dây trên dây xanh sọc cam này nó sẽ đổi thành dây xanh sọc đỏ. Và cảm ơn anh em đã theo dõi clip.